Chào các bạn, hôm nay là ngày cuối cùng của năm 2021 nha. Thì còn vài tiếng nữa thì đợi cách năm cũ 2021 sẽ qua đi, chào đón một năm 2022. Thì chúc mọi người sẽ có dồi dào sức khỏe và vạn sự như ý vào năm 2022 nha các bạn. Thì hôm nay nhân cái ngày cuối cùng của năm 2021 thì mình xin làm một video chia sẻ về tình hình hiện tại của thành phố Bạc Liêu, cụ thể là trên các tuyến đường của thành phố Bạc Liêu trong buổi tối ngày 31 tháng 12 năm 2021 này. Mình đang trên tuyến đường Trần Phú nha các bạn, thì mình sẽ chạy một số tuyến đường chính của Bạc Liêu để chia sẻ tình hình vào buổi tối ngày cuối cùng của năm cho các bạn cùng xem. Các bạn đang thấy cái đèn chớp chớp là hình ảnh Bạc Liêu đang trang trí đèn để đón xuân 2022 các bạn, xuân Nhâm Dần rất là đẹp nha. Năm nay thì tông màu hồng, hồng với trắng xen vào đó nhờ lại một cái bông cánh màu vàng, đẹp không, sáng sủa. Lâu lắm rồi mình mới thấy được hình ảnh sáng của con đường chính của Bạc Liêu này, tuyến đường Trần Phú. Hiện tại thì công đoạn trang trí đường phố của thành phố Bạc Liêu đang gấp rút triển khai nha các bạn. Mình thấy trên tuyến đường Trần Phú thì gần như là đã treo những cái đèn trang trí lên trên hết rồi, nhưng mà còn đang test xem coi đèn có hoạt động tốt hay không. Chiều thì mình có ghé qua bên quảng trường Hùng Vương, mình có live stream trên fanpage hình ảnh của quảng trường, thì mình thấy những cái trang trí đón xuân tại quảng trường cũng gần hoàn tất rồi, nhưng mà hình như chưa có hoàn tất vụ đèn đuốc á, nên chưa có mở đèn, hoặc là có thể ngày mai mới mở đèn các bạn. Mình đã đến đoạn giao nhau với đường Trần Quỳnh. Thì hôm nay mình sẽ chạy tuyến đường Trần Phú, Trần Quỳnh và quảng trường Hùng Vương cho các bạn xem, ngắn gọn nữa bạn, ba địa điểm đó thôi. Tối hôm nay thì mình thấy đường phố cũng tương đối nhộn nhịp so với những cái ngày trước nha. Hiện tại là 18 giờ 12 phút tối, thì còn 6 tiếng nữa thôi thì năm cũ sẽ qua đi để chào đón một năm mới. Chúc mọi người năm mới dồi dào sức khỏe nha, và mong năm mới thì cái đại dịch sẽ được kiểm soát. Từ đây tới Tết thì chỉ còn chưa đầy 30 ngày nữa, tới Tết Nguyên Đán các bạn, chưa đầy 30 ngày nữa thì đã tới rồi. Trong thời gian này thì mọi người cũng đang gấp rút chuẩn bị công việc, và thứ nhất là dọn dẹp nhà cửa, trang trí nhà cửa. Có thể năm nay sẽ là một cái năm đón Tết Nguyên Đán buồn nhất rồi nha các bạn, tại vì dịch bệnh Bạc Liêu cũng chưa có kiểm soát, và nhà nước cũng quy định là không được tổ chức những cái sự kiện mà tập trung đông người á. Có thể năm nay sẽ là một cái Tết buồn nhất trong lịch sử nha.
quan sát thì cây thông Noel hiện tại thì không có ai thì đến chụp hình nữa các bạn. Sau một thời gian mà hot gần vào đúng cái ngày Noel thì mọi người tập trung đó rất là đông, thành ra công an phường phải đến để giải tỏa, giải tán đi. Thì bây giờ nó trả lại một cái không khí yên tĩnh, không có người đến chụp hình. Tuy nhiên nó qua mốt các bạn, nó qua cái thời mà chụp hình check in với nó rồi. Giờ người ta chuyển qua chụp hình với trang trí Tết nè. Noel đã qua đi. Không có trang trí đèn đường nên các bạn thấy không hình rồi. Đường phố, cái trục đường chính rất là tối. Sau khi những cái trang trí này mà hoàn thành á, bật đèn hết lên thì mình tin chắc đường Trần Phú của Bạc Liêu sẽ trở nên sáng sủa hơn và đẹp hơn. Theo công bố cấp độ dịch và cập nhật công bố và cập nhật cấp độ dịch của tỉnh Bạc Liêu ngày 30 tháng 12 hôm qua các bạn, áp dụng vào ngày 31 á, thì Bạc Liêu sẽ siết chặt, vẫn tiếp tục siết chặt mọi người ra đường vào ban đêm các bạn, từ 20 giờ đêm tới 4 giờ sáng ngày hôm sau thì mọi người không được ra đường, và siết chặt các loại hình kinh doanh, các loại hình như kinh doanh quán bar, quán cà phê, mà quán bar, internet, làm tóc gì đó sẽ không được hoạt động. Quán ăn, quán cà phê thì chỉ được bán mang về thôi. Các bạn thấy không? Lên đèn đẹp quá nè. Đó. Mình sẽ chạy ha. Nãy giờ chưa có lên đèn, bây giờ lên đèn mình sẽ chạy cái đoạn, thêm một đoạn nữa cho các bạn xem. Đèn rất là đẹp. Lâu lắm rồi mình mới thấy được lại hình ảnh đèn trang trí Tết như thế này. Đó. Đẹp không? Sáng một con đường luôn ha. Thêm những cái đèn mà được quấn quanh những cây cao ở con lương các bạn bật lên nữa thì đường Trần Phú này sáng rực luôn nha, như mỗi năm vậy đó. Những trang trí này là gần giống như mỗi năm nha, rất là đẹp. Hôm nay thì chắc cũng mở đèn để test thôi, chắc ngày mai sẽ mở xuyên suốt các bạn, test để coi đèn nào hoạt động tốt, đèn nào chưa hoạt động. Mỗi năm thì tuyến đường Trần Phú này thì trang trí rất là đẹp. Đây mình đang ngã tư giao nhau với đường Trần Phú và Trần Quỳnh. Ok, bây giờ sẽ quẹo qua bên quảng trường Hùng Vương nha các bạn, để có thể chia sẻ với các bạn hình ảnh bên đấy. Đây các bạn, mình đang ở quảng trường Hùng Vương nha. Thì mọi thứ đã lên đèn rất là đẹp. Đây, mình sẽ đảo một vòng cho các bạn xem được hình ảnh của quảng trường buổi tối ngày 31 tháng 12 này.
những trang trí ở quảng trường cũng được mở lên nè. Một gà nướng có đặt sao đây? Mình đi hướng này hơi ngược nè, tại vì khi trang trí nó quay hướng hướng ra trước nha. Chỉ mở những cái trang trí ở trên dọc đường đó các bạn, còn ở trong quảng trường thì chưa có mở đèn, chắc là chưa có hoàn thành đó nên chưa có mở. Không khí sáng sủa của quảng trường đã được trở lại rồi. Hôm nay thì mọi người ra quảng trường cũng thừa thớt thôi chứ không đông. Một số chị ra chơi, một số chị đi tập thể dục. Những trang trí ở quảng trường hôm nay rất là khác so với mọi năm các bạn. Bên đây là cũng đang trang trí các bạn, đang dựng lên nè. Chắc chỗ này thường lúc năm trước là làm cái sân khấu nè, còn năm nay không biết có sân khấu hay không. Hôm nay chắc có thể là sẽ không có tiết mục chào đón xuân đâu. Đây mình sẽ đi chỗ này cho các bạn xem rõ để mình. Các bạn thấy đẹp không? Năm nay thì trang trí những cái trái tim nè, những cái nén, những cái bông mai vàng. Rồi, ok, mình đã trên tuyến đường Trần Quỳnh đó các bạn. Thì mình sẽ chia sẻ thêm một đoạn của tuyến đường Trần Quỳnh với các bạn, và sau đó mình sẽ kết thúc cái video này ở đây ha. Video cập nhật về tình hình hiện tại của thành phố Bạc Liêu trong ngày cuối cùng của năm 2021 này. Hôm nay thì chắc các anh chị làm kế toán đang rất là căng não để giải quyết giấy tờ các bạn. Chỉ còn vài tiếng đồng hồ nữa thôi thì phải xong giấy tờ hết để qua năm 2022 thì sổ sách sẽ mới hết, tổng kết năm các bạn. Trên tuyến đường Trần Quỳnh này thì chưa có trang trí cái gì hết. Thì mỗi năm chỉ trang trí đơn giản là gắn cái đèn led dọc theo cái cây đèn ở con lươn nữa các bạn ha. Cái đèn chiếu sáng của con lươn này nè. Chỉ đơn giản vậy thôi. Thì năm nay chắc cũng vậy quá. Tại vì cái trang trí đó mình thấy năm nào cũng vậy hết. Thì không biết năm nay như thế nào.
thay đổi trang trí hay không. Chủ yếu là trang trí nhiều ở tuyến đường Trần Phú thôi. Trần Phú và hai bên đường của quảng trường Hùng Vương. Điện máy xanh mình thấy khá là đông khách. Cuối năm mọi người đi sắm sửa cho gia đình những cái thiết bị trong sử dụng trong gia đình, là đi sắm điện thoại, nâng cấp lên điện thoại mới. Ok, như vậy mình đã chia sẻ xong với các bạn hình ảnh trên con đường Trần Phú nè, quảng trường Hùng Vương và một đoạn của đường Trần Quỳnh. Chúc các bạn có một buổi tối cuối tuần thật là vui vẻ nha. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo mình chia sẻ hình ảnh về Bạc Liêu. Nếu video hữu ích thì các bạn hãy like và subscribe kênh để theo dõi các video tiếp theo mình chia sẻ nha. Xin chào và hẹn gặp lại.